Ecomart xin chào tất cả các anh chị. Chào mừng các anh chị quay lại với siêu thị điện máy Ecomart. Hôm nay em xin hướng dẫn cho các anh chị về cách sử dụng nồi cơm điện tử của Sunhouse có model SHD8915. Đối với dòng nồi cơm điện tử của Sunhouse với thiết kế nồi là 1,5 lít, màu nâu, sang trọng, đẹp. Và hôm nay thì em xin đi vào cách hướng dẫn chi tiết khi sử dụng nồi cơm điện tử của Sunhouse nhé. Đầu tiên thì anh chị lưu ý giúp em các cái linh phụ kiện đi kèm thì gồm có vỉ hấp này, cốc này, cốc ạ, và muôi thìa dây điện đấy. Thì lòng nồi thì thiết kế lòng nồi bằng niêu dày dặn như thế này rồi. Anh chị chú ý giúp em trong quá trình nấu mình phải loại bỏ toàn bộ các cái dị vật nếu như rơi vào lòng nồi giúp em nhé, trước khi nấu. Tiếp theo đó là mình sẽ đưa cân tay vào, hai tay để hai bên đưa cân này. Sau đó mình sẽ cho gạo thực phẩm vào phía bên trong. Tiếp theo đó thì mình đóng nắp lại. Và đây là cái bảng điều khiển phía bên ngoài nồi, nó sẽ nằm ở phía mặt trên để chúng ta dễ dàng quan sát hơn. Đầu tiên thì chúng ta cắm điện vào. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ sử dụng, đó là chúng ta bấm này. Thứ nhất là tính năng. Cắm điện vào chúng ta bấm tính năng để là chọn. Đầu tiên thì có gạo ngâm là hạt này hay là ở nấu tiêu chuẩn đấy. Thì mình riêng ở cái chế độ nấu tiêu chuẩn đầu tiên này thì anh chị có thể sử dụng nấu ăn luôn, bấm nấu luôn. Hoặc ngược lại là anh chị có thể chọn vào tính năng tiêu chuẩn. Có, mình có tùy chọn được các loại gạo này. Gạo ngâm này, gạo thơm này, gạo lứt này, đó. Anh chị nhìn thấy cái đèn nó sáng và chạy đi di chuyển khi em bấm đây không ạ? Đó. Và tiếp theo thì chúng ta có thể là chọn vào khẩu vị nhá. Khẩu vị này, nó có khẩu vị tiêu chuẩn và khẩu vị là mềm hoặc là dẻo thì chúng ta có tùy chọn khẩu vị. Đó, anh chị nhìn cái đèn em ấn nó di chuyển nhá. Tùy vào cái khẩu vị gia đình nhà mình. Tiếp theo đó thì mình lại ấn nấu thôi. Đó là quá trình nấu. Hoặc mình muốn nấu nhanh này, mình sẽ chọn sang nấu nhanh này, nấu chậm này, cơm niêu này, nấu súp này, cháo này. Đấy, đây là các cái chức năng mình có thể tùy chọn này. Và em muốn giới thiệu thêm cho anh chị một tính năng nữa, đó là tính năng hẹn giờ. Ví dụ, hẹn giờ. Ở đây thì hẹn giờ sẽ là hẹn giờ nấu chín nhá. Ví dụ ở đây là 1 tiếng này, nấu xong đấy ạ. Đấy, chúng thể tăng giờ, chúng ta tăng giờ lên này. Bên này là phút nhá, tăng phút này. Đấy, tùy vào cái thời gian nhà mình muốn cơm chín. Ví dụ như anh chị muốn đi làm vào buổi trưa, mình muốn cơm chín mình về khoảng tầm 11 giờ, mình đi từ 8 giờ thì mình có thể hẹn khoảng 3-4 tiếng đó. Sau 3-4 tiếng thì nồi sẽ nấu chẳng hạn. Ở đây thì chúng ta có hẹn lên được đến 24 tiếng nha anh chị. Đấy, anh chị thấy không ạ? Đó, khi mà mình hẹn giờ xong thì mình lại ấn nút start nấu như thế này. Khi mà nồi bắt đầu chạy như thế này là đang nấu rồi ạ. Còn nếu chúng ta chọn sai thì chúng ta có thể chọn hủy như thế này. Chúng ta chọn lại từ đầu và cái tính năng mà chúng ta chọn được cái chức năng ở trong này. Đó, đó là cái cách nấu cơ bản nhất của nồi cơm điện Sunhouse. Còn nếu như anh chị còn thắc mắc hoặc có vướng mắc ở đâu đó mà anh chị cần muốn tham khảo thêm thì em mời anh chị liên hệ đến số hotline 0243 965 6067 hoặc anh chị qua gian hàng tại siêu thị điện máy Ecomart ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh để được gặp các bạn nhân viên tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như là về tính năng của sản phẩm mà anh chị còn chưa được giải đáp. Ecomart xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị ở video tiếp theo.